Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn sản phẩm máy giặt của nhà Toshiba có mã sản phẩm là TWBK105S3VSK. Sản phẩm này có những gì đặc biệt, hãy cùng mình unboxing xem nhé. Về ngoại hình thì chiếc máy này có màu xám bạc khá là đẹp mắt đúng không mọi người? Kích thước của nó là chiều cao 85cm, chiều ngang 60cm và chiều sâu là 60,5cm, cùng khối lượng là 68kg và khối lượng giặt 9,5kg và 16 chương trình giặt khác nhau. Hãy cùng mình tìm hiểu một số chức năng của chiếc máy này nhé. Ở bên phía bên trên này chúng ta sẽ có bảng điều khiển và màn hình LED hiển thị các thông số. Chúng ta sẽ ấn nút nguồn ở đây nha mọi người. Bên phía bên này chúng ta sẽ có núm vặn tích hợp với 16 chương trình giặt khác nhau để mọi người có thể dễ dàng điều chỉnh. Bên phía bên này chúng ta sẽ có các nút vật lý để điều chỉnh như là nhiệt độ nước nè, tốc độ vắt hoặc là hiện giờ. Ở bên phía bên này chúng ta sẽ có nút khởi động hoặc là tạm dừng. Ở đây chúng ta sẽ có một cái khay để có thể đổ nước giặt hoặc là nước xả vải. Bên trong lồng giặt thì chúng ta sẽ đi kèm một số phụ kiện như là ống dẫn nước và một cái dụng cụ để chúng ta có thể lắp ống dẫn nước hoặc là ống xả nước nha mọi người. Còn ống xả thì được tích hợp ở phía sau. Ở chiếc máy này có một số công nghệ nổi bật như là công nghệ Gridway giúp chúng ta có thể đánh bay các vết bẩn cứng đầu lên trên quần áo. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có công nghệ giặt nước nóng, diệt khuẩn. Và chiếc máy này có chứng nhận tiết kiệm năng lượng 5 sao, vì vậy mọi người cứ yên tâm là chiếc máy này sẽ không tiêu tốn quá nhiều điện năng của mọi người đâu nhé. Máy giặt này được bảo hành tận nhà và bảo hành lên đến 24 tháng. Nhanh tay liên hệ với chúng mình để được tư vấn và mua hàng nhanh nhất nhé. Tạm biệt mọi người.